Có lẽ các anh em ai cũng muốn trở thành một người đàn ông bản lĩnh. Vậy thì các bạn hiểu chính xác bản lĩnh là gì? Làm thế nào để trở nên bản lĩnh hơn? Phụ nữ và đàn ông có cái nhìn khác nhau như thế nào về một người đàn ông bản lĩnh? Đó chính là chủ đề của vlog ngày hôm nay. Mình là Trung Hà và đây là kênh Đàn Ông Học, nơi giúp các anh em có thể khám phá và cải thiện bản thân. Còn các chị em thì có thể hiểu và giao tiếp tốt hơn với nửa kia của mình. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Có rất nhiều khía cạnh để bàn luận khi nhắc tới bản lĩnh, bởi nó được thể hiện ra dưới muôn hình vạn trạng. Chưa kể, đàn ông và phụ nữ thì có một định nghĩa rất khác về một người đàn ông bản lĩnh. Đa phần những chàng trai trẻ thì sẽ nghĩ rằng một người đàn ông bản lĩnh tức là người ấy phải cao to, không thì thể hình cũng phải sáu múi, vạm vỡ, rồi hay đưa ra những lời khuyên chí lý, chí tình, rồi thì nhiều tài, nhiều tiền và tuyệt nhiên là không có một khuyết điểm nào. Một vài anh em có khi còn bóp méo định nghĩa về bản lĩnh, cho rằng cứ phải có những hành động liều lĩnh hay lên gân lên cốt như đua xe, bốc đầu hay làm người khác sợ bằng nắm đấm thì mới là bản lĩnh. Phụ nữ gần như không có những định nghĩa cụ thể về sự bản lĩnh của đàn ông mà họ dựa vào cảm giác. Và cảm giác về sự bản lĩnh của đàn ông lại được tìm thấy ở những hành động, lời nói mà đàn ông có khi không bao giờ nghĩ tới. Bản lĩnh của một người đàn ông qua cảm nhận của phụ nữ không nhất thiết là phải thấy người đàn ông đương đầu trước phong ba bão tố. Một người đàn ông một tay bế con, một tay đưa bình sữa cho con bú, biết nói không khi cần, biết đỗ ô tô song song, khi mắc sai lầm không giận cá chém thớt mà còn biết thừa nhận khuyết điểm và cười chính bản thân, biết cúi đầu đúng lúc, biết lắng nghe đúng lúc, vân vân và vân vân. Tất cả những hành động ấy đều có thể đem lại cảm giác anh là một người đàn ông bản lĩnh cho phụ nữ. Thực ra thì bản lĩnh không phụ thuộc vào một hành động, lời nói cụ thể, mà nó xuất phát từ trong tâm thế của một người đàn ông. Nó thậm chí còn không nên là một sản phẩm chính mà ta có thể cưỡng ép tạo ra, một mục tiêu mà ta có thể hoàn thành, mà nó nên là một hiệu ứng phụ, một khí chất toát ra một cách tự nhiên từ quá trình tôi luyện của một người đàn ông trưởng thành. Và cuối cùng, nó không phải là thứ để các anh em đem ra để khoe khoang hay là thước đo khi nói về mình, mà nên là thứ để những người xung quanh tự cảm nhận và đánh giá. Với ý kiến cá nhân của mình, thì một người chỉ có bản lĩnh khi họ có sự tự tin đích thực. Mình nhắc lại, tự tin chứ không phải tự kiêu. Tự kiêu là khi một người đạt được một thành tựu gì đó và không ngừng khoe khoang về nó, cho rằng chỉ nhờ thành tựu đó là mình ở một đẳng cấp khác bọt, mình giỏi và trên cơ những người khác. The handle's imprinted, right? Like a security code. Whosoever is carrying Thor's fingerprints is, I think, the literal translation. Yes, well, that's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Đó thực ra là biểu hiện của chứng mặc cảm tự ti, hay tiếng Anh còn gọi là inferiority complex. Chứng tâm lý này có nghĩa là những người càng khoe khoang nhiều, càng muốn thể hiện nhiều, thực ra lại là những người thiếu tự tin về bản thân và muốn nhận được sự công nhận từ những người xung quanh để bù đắp cho sự tự ti ấy. Tự tin thì khác. Sự tự tin thực sự được xây đắp bởi những giá trị thực sự bạn đang có và bạn không cần ai công nhận những giá trị đó ngoài chính bạn. Vậy thì sự tự tin đích thực được xây dựng như thế nào? Sự tự tin thực sự có hai thành phần chính là kiến thức và sự dũng cảm. Nếu bạn có rất nhiều kiến thức nhưng không có sự dũng cảm để biến những kiến thức đó thành hành động có ích, bạn sẽ trở nên vô dụng. Nếu bạn có rất nhiều sự dũng cảm nhưng lại không có kiến thức thì bạn sẽ giống như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy và mãi mãi sẽ làm con cờ bị điều khiển bởi người khác có kiến thức hơn bạn. Hai thành phần này luôn phải đi chung với nhau thì mới có thể tạo nên một sự tự tin thực sự, hay nói chính xác hơn là một sự tự tin đúng đắn. Chúng ta sẽ cùng bàn luận từng thành phần một nhé. Nói tới sự tự tin thì chắc chắn có nhiều bạn biết tới câu nói nổi tiếng "Fake it till you make it", hay câu này còn được hiểu nôm na là bạn cứ giả vờ là một người tự tin qua hành động bên ngoài thì dần dần bên trong bạn cũng sẽ trở nên tự tin hơn. Lời khuyên này thường chỉ nên áp dụng khi bạn cần có một sự tự tin trong thời gian ngắn, ví dụ ngay trước buổi thuyết trình chẳng hạn, và bạn cần lừa bộ não của bạn để bạn cảm thấy ổn và hoàn thành công việc một cách trơn tru. Nếu bạn không có sự tự tin thực sự bên trong thì sau khi công việc đã hoàn tất, bạn sẽ lại trở lại là một người tự ti thôi. Sự tự tin giả tạo thì sẽ không bao giờ có thể bền vững được cả. What's up with you? What do you mean? You're here early. You seem a little pepped up. You all right? Well, yeah. Yeah. I guess I feel
kind of different. Whatever. I'm gonna go get some post-it notes. Do you want one? No. Really? Yeah. Okay. Và để có một sự tự tin thực sự thì bạn cần phải có kiến thức thực sự. Lượng kiến thức bạn nắm vững tỷ lệ thuận với sự tự tin thực sự bạn có bên trong. Bạn nắm được càng nhiều kiến thức ở càng nhiều chủ đề, độ hiểu biết của bạn ở những lĩnh vực ấy càng sâu, thì khi bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin rằng làm gì ở lĩnh vực nào bạn cũng có thể ứng phó dễ dàng. Thì tưởng tượng bạn và người bạn của bạn cùng bước vào phòng thi, bạn thì đã ôn luyện rất kỹ, bạn của bạn thì chưa ôn gì. Trong lúc chờ cô phát tờ đề thì cảm giác của hai bạn lúc này sẽ thế nào? Hẳn nhiên là bạn thì sẽ cảm thấy thoải mái, nhìn mây nhìn trời, đùa cợt với bạn cùng bàn, có khi còn ngân nga giai điệu bài hát ưa thích. Còn bạn của bạn thì sẽ thấy lo lắng, tranh thủ lật qua lật lại cuốn sách để nhớ được cái gì thì hay cái nấy. Trong lúc ấy thì không ngừng để ý xem cô phát đề tới đâu. Đây là lý do vì sao khi bạn nhìn thấy ai đó có một phong thái nhẹ nhàng, từ tốn và khi có chuyện biết xử lý bình tĩnh, bạn thường cho rằng họ là một người có bản lĩnh. Như vậy, có kiến thức thực sự sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn. Nhưng kiến thức gì mới được? Nó không chỉ là những kiến thức học được ở trường, mà còn quan trọng hơn cả là những kiến thức bạn cần để phát triển trong cuộc sống của mình. Không ai có thể biết hết mọi thứ, giỏi một cách chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Tùy vào con đường bạn chọn mà có những kiến thức sẽ quan trọng hơn và cần thiết hơn để bạn có thể tiến bước. Mình chia kiến thức thành hai loại chính, loại cần phải biết và loại tùy chọn. Tức là có những kiến thức nền tảng mà một con người ở xã hội văn minh cần phải biết, và cũng có những kiến thức biết thì tốt mà không biết thì cũng không sao. Ví dụ cho những kiến thức hay kỹ năng mà không thể không biết là biết nhân chia cộng trừ, biết viết đúng chính tả và ngữ pháp, biết giữ gìn vệ sinh thân thể, biết những phép tắc lịch sự tối thiểu như nói lời cảm ơn hay xin lỗi, và biết cái gì là cần thiết, cái gì không, đúng hay sai. Đua xe, lạng lách, đánh võng, đánh nhau giỏi, trộm cắp cũng cần kiến thức và kỹ năng, nhưng nó có cần thiết hay không, có đúng luật pháp hay không thì bạn phải có đủ các kiến thức nền tảng khác để đánh giá được điều đó. Những kiến thức, kỹ năng mà biết thì càng tốt, không biết thì cũng không ảnh hưởng lớn tới đời sống hàng ngày bao gồm mặt trăng cách trái đất bao xa, sửa máy tính, hát, đánh đàn, rào mỏ, vân vân và vân vân. Những kiến thức này bạn càng biết nhiều thì bộ não của bạn sẽ phát triển càng đa dạng hơn, tâm hồn phong phú hơn và cách bạn giao tiếp với thế giới cũng sẽ thú vị hơn. Nhưng nếu bạn là một người an phận thủ thường thì chỉ cần những kiến thức nền tảng thôi, cơ bản thôi là cũng đủ sống rồi. Nói như vậy có phải cứ mỗi khi mình rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với thứ mà mình không biết thì mình lại trở nên tự ti hơn không? Hoàn toàn không. Đây là khi chúng ta cần vận dụng tư duy phát triển mà mình đã nói ở Vlog 2. Một khi anh em có càng nhiều kiến thức thì anh em sẽ nhận ra rằng xung quanh anh em còn rất nhiều điều để anh em có thể học hỏi. Anh em có thể học được rất nhiều từ bạn bè, từ đồng nghiệp, thậm chí từ một đứa trẻ lớp 3 hay chú bảo vệ ở cơ quan. Với một tư duy phát triển thì anh em không những thừa nhận mà còn biết biến những lỗ hổng về kiến thức ấy thành một cơ hội để học hỏi, tức là một bước tiến mới, chứ không phải là một sự công kích cá nhân và khuyết điểm của mình để giật lùi. Nếu bạn chưa tin thì lần tới khi có cơ hội, hãy nói, anh không biết cái này, nếu em không cần gấp thì để anh tra cứu, còn không thì em nhờ người khác hoặc để anh hỏi giúp em nhé, với một cô gái xem. Hoặc thậm chí, nếu bạn không biết điều gì mà bạn nghĩ là cô ấy sẽ biết, hãy hỏi cô ấy. Nếu cô ấy là một người tinh tế, chắc chắn cô ấy sẽ thấy hành động ấy rất là manly, thậm chí tôn trọng bạn hơn chứ hoàn toàn không phải kém cỏi như các anh em nghĩ. Thì nghĩ xem, giữa hàng trăm anh chàng có một cái tôi lớn hơn cái đầu, lúc nào cũng phải cố thể hiện ra rằng mình cái gì cũng biết vì không muốn làm xấu mặt trước mặt con gái. Tự dưng lại có bạn không những bình tĩnh thừa nhận khuyết điểm còn dám hỏi ngược lại cô gái, thì bạn có trở nên sáng giá hơn không? Tuy nhiên đấy không phải là một chiêu trò để bạn diễn, bạn cần phải thực sự có tinh thần học hỏi. Và bạn phải thực sự thấm nhuần tư duy phát triển để làm điều này một cách tự nhiên. Còn nếu cô ấy thực sự nghĩ từ một điều bạn không biết lại có thể suy ra được tất cả năng lực của bạn đều yếu kém, thì cô ấy thực ra thì cũng không sâu sắc và thông minh lắm đâu. Đáng tiếc là điều đó có khả năng rất cao là sẽ xảy ra. Nếu không tới từ một người lạ thì có thể là sẽ tới từ người thân hay bạn bè,
Bởi như mình đã nói ở Vlog 2, tư duy cố định đã thấm sâu vào trong văn hóa Việt Nam từ bao đời nay rồi. Vì vậy, khi gặp những lời nhận xét như vậy, anh em tuyệt đối không coi đó là thật, là thước đo khả năng của bản thân và vội vàng xấu hổ, tự ti hay có những phản ứng phản vệ. Sympathy gave you 24 hours to get out of town, and here it is 48 hours later, and you still standing here. That's disrespect. Well, I don't care what you call it, all right? Cause I'm like a rock, son. Oh, you like a rock, huh? Yeah, you like I'm a rock. I don't move. Okay, then let me understand this correctly. Then you are like a rock, and a rock don't move, huh? Rock move. Okay. Thậm chí, đừng cố gắng viện cớ để làm cho lỗ hổng của mình trở nên đáng thông cảm hơn. Không biết là không biết, nhưng với các anh em, luôn phải tự nhủ rằng đấy không phải là không biết mà là chưa biết và mình có thể học nó nếu mình muốn. Trước những lời chia bai kia, nếu bạn càng đấu lại thì họ sẽ càng dìm bạn xuống bởi họ cũng sẽ phải phản vệ cho cái tôi của mình. Ngược lại, hãy nói, ừ, đúng là tôi dốt thật, thế cái này thì phải làm thế nào? Nhớ rằng, sự tự tin đích thực không cần phải chứng tỏ bản thân với ai và không cần phải chứng tỏ bản thân với người khác bằng việc cãi lại hay viện cớ. Khi bạn thừa nhận lỗ hổng kiến thức của mình, thì người chê bai bạn sẽ mất đi cái đà để công kích bạn, từ đó lại cảm thấy hụt hẫng và không tiếp tục nữa. Khi bạn nhờ chính họ bổ sung phần kiến thức đó cho bạn, họ sẽ cảm thấy rất vui lòng vì ai cũng muốn là người quan trọng, cảm thấy hơn người khác. Như vậy, tự tin một cách đúng đắn không phải là về mỗi những gì mình biết, mà cả về những gì mình chưa biết và tinh thần luôn khao khát học hỏi của mình. Một khi bạn có một sự tự tin đúng đắn, không một lời công kích, chê bai, cà khịa nào có thể làm bạn phản ứng dữ dội hay mất kiểm soát. Nhờ vào kiến thức, cả học thuật lẫn kỹ năng mềm, càng hiểu rõ bản thân thì bạn càng kiểm soát được cơ thể và tâm tính. Từ đó không chỉ có sự tĩnh lặng trong tâm hồn, mà từng cử động trên cơ thể của bạn cũng sẽ trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng và vô tình gửi tín hiệu tới những người xung quanh rằng tôi cảm thấy thoải mái với chính bản thân mình, tôi không sợ hay ngại gì cả. Và đó chính là một hình thái chung của sự bản lĩnh mà người khác cảm nhận được từ chính bạn. Đó là không vội vàng phản ứng với tác nhân bên ngoài. The reason I'm asking about the past is that you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in you know, the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether you know you think you're free of all of that. Or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions. That's all. Right. I mean, okay. Bye. Thank you. Are you? I'm sorry. It's okay. Yeah, you're right. Thank you. Yeah. Do you? You seem okay. It's just getting a little dark. Yếu tố tiếp theo là sự dũng cảm. Ở xã hội hiện đại ngày nay, dũng cảm không cần thiết phải là những hành động mang tính bạo lực hay thô bạo, như đánh giặc, đuổi thú dữ nữa. Nếu ai còn nghĩ sự dũng cảm chỉ có thể thể hiện qua những hành động vật lý, thì phần bản năng trong họ còn quá nhiều. Họ cũng là những người dễ phản ứng mạnh chỉ với một tác động nhỏ từ môi trường xung quanh, hay còn gọi là nóng tính hay cục xúc. Bây giờ em nói mày có nghe nó chửi tao gì không mà mày dám minh nó? Bây giờ em mới đang hỏi ý kiến của anh. Mày hỏi gì? Chẳng mày kêu coi trưởng xuống đây. Mày đã có tư cách nói chuyện với tao, mày biến đi chỗ khác đi. Mày kêu coi trưởng xuống đây. Cơ trưởng sẽ không dũng cảm anh. Tôi là người giải quyết chủ yếu ở đây. Mày chức gì? Mày tiếp viên trưởng có quyền cơ trưởng kìa. Mày có quyền nãy giờ mày nói là tao chứng tỏ mày có tư cách nói chuyện với. Sự dũng cảm ở xã hội văn minh thời nay nằm ở việc bạn có vượt qua được khỏi vùng an toàn hay không. Bạn có dám thử điều bạn chưa từng làm hay không. Bạn có dám nói câu xin lỗi trước người bạn nghĩ là dưới cơ của bạn hay không. Bạn có dám thừa nhận người bạn cực kỳ ghét rằng họ nói đúng hay không. Sau khi đã cân nhắc thiệt hơn thì bạn có dám đi theo con đường bạn muốn đi, dù cho có gặp phải nhiều chông gai hay phản đối từ mọi người xung quanh hay không. Bạn có biết nói không? Không. Bạn dám kiềm chế cái tôi của mình khi cần phải kiềm chế không? Và bạn có dám đối mặt với chính mình, một con người không hề hoàn hảo hay không? Đó mới là những thứ cần rất nhiều sự dũng cảm. Chỉ đứng lên chửi một người hay cầm vũ khí đánh một người thì dễ lắm. Sự dũng cảm của một người đàn ông còn thể hiện ở chỗ họ không ngại tiết lộ cho mọi người mặt mềm yếu của mình. Họ không ngại thừa nhận rằng tôi đã khóc khi xem phim The Pursuit of Happiness. Họ không ngại chia sẻ những sai lầm hay thất bại của mình trong quá khứ. Họ cũng không ngại tâm sự những căng thẳng nơi làm việc với vợ hay người yêu. Và chính việc thừa nhận và không ngại giấu giếm sự mềm yếu ấy của mình lại gửi tới cảm giác về bản lĩnh cho những người xung quanh. Và thông điệp họ nhận được khi ấy là ồ, anh ta không ngại phơi bày yếu điểm của mình. Hẳn là anh ta không sợ ai tấn công nên mới dám làm như vậy. Đương nhiên, người đàn ông trưởng thành thì không cần phải miễn cưỡng tỏ ra là mình dũng cảm. Họ
họ không suốt ngày đi kể lể với các em gái là mình em là à, anh đã từng trải qua hai mối tình đều bị phụ bạc. Họ không cố tình bô bô lên rằng mình xuất thân thì nghèo khó, biết vươn lên thành công để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Họ cũng không lên gân cốt với người đi đường hay có thái độ kịch cỡm với nhân viên phục vụ để chứng tỏ mình trên cơ người khác. Tất cả những gì họ làm là im lặng làm việc của mình, tự vượt qua những giới hạn của bản thân, tự mài giũa cái tôi của mình và tâm tính, liên tục phát triển và học hỏi. Dần dần, sự bản lĩnh sẽ tự toát ra một cách tự nhiên từ phong thái của họ. Như vậy thì bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành không phải là thứ bạn có thể cố tình tạo ra. Nó chỉ là hữu xạ tự nhiên hương khi bạn có trong mình kiến thức có được qua việc học hỏi hay trải nghiệm và sự dũng cảm để đối mặt với chính bản thân mình cũng như vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để luôn biến mình trở thành một người tốt hơn, thì bạn sẽ có một sự tự tin đúng đắn và thần thái, tác phong của bạn sẽ toát ra sự bản lĩnh của mình một cách tự nhiên. Vậy là đến cuối vlog rồi, chúng ta đã cùng nói về bản lĩnh được thể hiện ra như thế nào, đàn ông và phụ nữ có suy nghĩ gì về bản lĩnh của một người đàn ông. Chúng ta cũng đã phân tích sâu hơn về bản lĩnh bao gồm những gì và cách phát triển chúng ra sao. Rất mong nhận được những chia sẻ hay ý kiến từ các bạn về chủ đề này. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới Đàn Ông Học, đừng quên nhấn nút subscribe ở bên dưới và follow Facebook group ở dưới description để nhận được thông báo mỗi khi có vlog mới nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.